kẹt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Winner cái bản đời đầu dọn như vậy có chất chưa? Cái chiếc Winner đầu hôm nay mình mang đến cho các bạn chiếc xe được trang bị những món đồ chơi nằm trong mơ ước của rất nhiều anh em chơi xe. Không những như vậy, người chủ còn chăm chút cho nó một ngoại hình mới lên kèn. Không chơi dòng nữa, bây giờ chúng tôi cùng các bạn hãy xem chi tiết em ấy nhé. Đập cho mắt chúng ta đầu tiên chắc chắn là một bản tên to lớn. Theo một phong cách đến từ Indo, người chủ vẫn tin tưởng tận dụng lại cái cụm thắng cụm coxin, nhưng anh ta đã dán lại cái màu của Mika cho đèn khói để cho chiếc xe nhìn quỷ hơn. Cái cụm coxin được thay chỗ bằng cái cụm da đồ chơi được nhấn nhá bằng vàng óc titan bắt mắt. Bộ cụm này có nhiệm vụ cút ngắn hành trình di gà, từ đó tối ưu cái nước đề ba của con xe đậu. Mâm Raceboy 5 cây màu đen khiến chiếc xe trông cứng cáp, nay còn là cứng cáp hơn. Người chủ muốn chỉ lại cái đĩa sim nên bắt buộc phải xin xì một lồng đĩa để cắn vào cái mâm. Cái chiếc lồng đĩa màu đen làm nó bật những con ốc titan sặc sỡ. Heo trước heo Rainbow 2 mít đối xứng logo lớn tăng chút hiệu sức thắng cho xe. Ở đây ta thấy cái sự giãn đờn nói lên cái phần nội công của cái chiếc xe này. YCS, thương hiệu quen thuộc của anh em chơi xe đam mê các thể loại và độ máy ngày nay, được trang bị để tối ưu hóa cái công sức của hồi động cơ. Ta thấy chiếc xe còn lộ ra một cái chiếc tăng cam đồ chơi để chế ngự cái lỗi tăng cam của cái dòng xe này. Bụng giữa con xe được chọn chống chảy hơn để khoe hết cái cây phục Hollin đầy giá trị trên xe này. Ngoài hiệu năng là y máy, nó còn có núm tăng chỉnh phù hợp với từng nhu cầu chủ nhân. Chiếc xe còn được trang bị một cái bục baga CB đến trụ cho những cái chuyến đi chơi xa, thỏa mãn niềm đam mê dịch của chủ xe. Trên chân sau vẫn là cái sự hiện diện của những cái nhân vật quen thuộc, nhưng lần này có đôi chút thay đổi nhẹ với heo Rainbow 2 mít đối xứng bắt cái thế quay ngược, khiến bụi bẩn cát đá rơi qua một cái rãnh nhỏ, chủ nhân đi dễ dàng hơn trong quá trình vệ sinh con heo. Tí nữa mình quên giới thiệu các bạn cây bộ Lewin rất dũng mãnh của chiếc xe này. Cây bộ ngoại hình khiến chiếc xe trông gấu hơn rất nhiều mà còn hẹn cho ra thức âm thanh rất lạ tai. Tổng thể màu đỏ con xe khi kết hợp với chèn chân màu đen rồi nhấn nhá thêm một vài món đồ chơi hàng hiệu nhìn rất đã mắt. Quay 110 độ hút hồn người xem với những món đồ chơi công nghệ. Cái chiếc Quay 110 là một cái dòng xe số phổ thông của nhà Honda. Con chiến mã này rất được ưa chuộng ở khu vực Đông Nam Á. Không chỉ là dòng xe dùng để là hàng ngày, cái chiếc Quay 110 còn được dân chơi xe ưu ái với những bản độ đầy ấn tượng. Bằng cái chiếc Quay 110 được chuyển đây một dẫn chứng rất cụ thể. Không chỉ nó bật với những món đồ chơi trên xe, con chiến mã còn gây ấn tượng người xem với một bộ cánh đậm cái chất thể thao. Cực ngầu, cái đèn được đổ lại cái led gương cầu bên trong tự như cái mắt quỷ khi đi đêm. Cái cánh tay với tay thắng xin bị lò bỏ, thay vào đó là thắng Rainbow bình dầu rời bắt mắt người xem. Bên cạnh mặt nạ được trang bị cái rổ inox 3S siêu bóng và cứng cáp. Việc trang bị rổ sẽ tạo ra một khoảng không gian lý tưởng để chứa đồ cũng như phá cách cái sự nhẹ nhàng cách tính cho xe. Chèn chân mỏng manh cách chơi ở bên bãi cờ thái, chúng ta thấy được cái bánh mỏng manh tạo một cái điểm nhấn với niềng nhôm màu hồng. Hệ thống phanh nâng cấp đĩa Moto3 kết hợp cùng hệ Rainbow Bridge AOS. Việc thay đổi thế này không chỉ tăng thêm độ chuyển cho xe mà hệ thống phanh sẽ có độ tốt ưu hơn khi xử lý những tình huống khẩn cấp. Trợ lực cổ Hollin là một cánh tay trái của biker yêu tốc độ, hoặc chỉ để làm chuyển bởi tác dụng chính của món đồ chơi này giúp tay lái ổn định khi chạm độ cao. Phía dưới được trang bị đều RFID có tác dụng giúp bổ trợ cho việc phun xăng dụng đốt. Đối với những dòng xe sử dụng động cơ RFID, cây phục YS bình dầu giúp tăng thêm độ im máy cho người ngồi cũng như tăng thêm độ cứng cáp cho xe. Bản độ chản đơn đã đạt rất nhiều cảm xúc cho những người xem. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này. Khi tiếp nhớ like và subscribe.